cho mọi lớp hai. Có ai đi sản chưa? Phải chưa đi sản đi năm mà chưa đi sản hả? Đi bốn hả? Có bà là đi bốn hả? Hàng chi nãy nói cô Bình Nhân 22 tuổi là nhỏ hơn mình, có người hơi nhíu mày nhăn mặt. À, tại trước đây cái chương trình này là của đi năm. Để chúng ta học, nãy nói rồi, bây giờ nguyên tắc của mình là học xong làm thi liền. Sau đấy trước đây chúng ta thi cuối kỳ tất cả các lớp. Ví dụ như là của bạn cấp khóa là 46 không? À, khóa 46 chúng ta học xong rồi chúng ta mới thi. Nhưng mà không, với của mình là lớp nào học là thi. À, ví dụ bạn vừa thi xong ở đây, lớp một tháng sau có lớp khác thi. À, nó thi gần như là thi liên tục. Nó khác là chỗ đó. Nói trước đây là những bài học này là bạn đã đi sẵn rồi, nhưng mà cũng không sao, không quan trọng. Ở các bạn đã thấy đồng ở cái thai chưa? À, ghi tê hay ghi mê? Tê thì sống đúng không? Có ghi mê không? Có. Khi nào ghi mê à? Khi nào chúng ta ghi mê trong mỗi cái thai? Tại trước khi bạn trả lời thì em nói mục tiêu bạn cần nắm trong cái bài này. Cái thứ nhất là bạn phải nắm được những cái thay đổi về giải phẫu và những cái thay đổi sinh lý trong thai kỳ mà nó ảnh hưởng đến yêu mê. Ảnh hưởng đến yêu mê thôi nha. À, cái thứ hai nữa là đứng trước mấy trường hợp mỗi cái thai chúng ta phải ở đây là gây tê hay là đây là yêu mê. Thế là các bạn phải đưa ra được cái phương pháp vô cảm phù hợp. À, và nó có cơ bản là có hai nhóm phương pháp vô cảm, hoặc là gây tê hoặc là gây mê. Thì gây tê thì gần có gây tê trị sống và gây tê ngoài bằng cứng nha. Và gây mê thì có gây mê nội khí quản. Thì các bạn phải chọn lựa phương pháp vô cảm được, và các bạn phải nắm được từng cái đặc điểm của phương pháp vô cảm đó trong mẫu lý thai. Cơ bản chúng ta có ba mục tiêu như vậy, được chưa? Giải phẫu và thay đổi giải phẫu và sinh lý trong thai kỳ ảnh hưởng gây mê. Cái thứ hai là nêu ra được cái chúng ta phải chọn lựa được phương pháp vô cảm, và cái thứ ba là phải nắm được đặc điểm của phương pháp vô cảm đó trong mẫu lý thai. Thấy chưa? Chúng ta có ba nội dung chính. Còn quay lại vấn đề là chúng ta trong mẫu lý thai khi nào chúng ta gây mê, những trường hợp nào các bạn thấy là gây mê, những trường hợp nào gây mê trong mẫu lý thai ai chống chỉ định gây tê chính xác. À, hoàn toàn hợp lý. Còn trường hợp nào đó hả? Tiền sản giật. Đúng rồi, ý mình nói là tiền sản giật và là tiền sản giật nặng. Mình có biết định nghĩa tiền sản giật và tiền sản giật nặng không ạ? Biết không? Tại vì học sản rồi, thế này hết chưa? Lý thuyết. À, học lý thuyết rồi. À, tiền sản giật hay tiền sản giật nặng thì mình lưu ý nha. Hồi nãy anh nói rồi, khi mà chúng ta tham gia cuộc chơi phải chấp nhận luật chơi, và cái chỉ chống chỉ định của giống như bạn mình nói á, là chống chỉ định của tê tủy sống là trong tiền sản giật hoặc tiền sản giật nặng. Thì sẵn đây anh nói luôn. À, trước đây có một cái thông tư của Bộ Y tế, những trường hợp nào mà tiền sản giật nặng là chống chỉ định của gây tê tủy sống. Đó là thông tư của Bộ Y tế. Thì cái thông tư này nó chỉ tồn tại đúng 2 tháng. À, các bạn biết trước đây những trường hợp tiền sản giật nặng á, người ta đều gây tê tủy sống. Gây tê tủy sống bình thường. À, nhưng mà sau cái cuộc điều tra gì bên sản khoa, người ta thấy tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ em nó tăng lên ở những trường hợp mà gây tê tủy sống trong tiền sản giật nặng ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Người ta thấy là khi gây tê ở tiền sản giật nặng, tỷ lệ tử vong của mẹ và bé tăng lên. Từ đó là cái cơ sở để người ta ra cái thông tư này là chống chỉ định của gây tê tủy sống trong tiền sản giật nặng. À, nhưng mà cái thông tư này nó ra đời thì nhận rất là nhiều gạch đá từ hội gây mê hồi sức Việt Nam, tuy nhiên là từ những cái bác sĩ gây mê hồi sức, kể cả bác sĩ sản khoa. Tại bạn biết là điều tra này điều tra cục bộ vào các tỉnh ở miền núi phía Bắc, ở miền núi phía Bắc đã đánh giá không có toàn diện. Và sau cái thông tư thì tồn tại 2 tháng sau thì mọi việc nó quay về cái quỹ đạo, tức là tiền sản giật nặng có thể gây tê tủy sống, đó là luật hình nha. Tuy nhiên vì chúng ta
Cái hôm nay chúng ta chỉ đã trao đổi về cái phương diện học thuật mà thôi. Thì nếu nói về học thuật thì tiền sản giật nặng không có trong quy định của tịch. Nha, mình lưu ý vấn đề đó. Và chúng ta đi vào từng cái mục tiêu cụ thể trong bài này nha. Đầu tiên là chúng ta nói về cái thay đổi về giải phẫu và sinh lý mà nó ảnh hưởng đến GV. Thì rõ ràng là các bạn thấy là trong mỗi thai gây tê đuổi sống là chủ yếu, thậm chí 80-90% người ta gây tê đuổi sống. Khi nào người ta gây mê nở quản giống như bạn mình nói, khi chống chí định của tê đuổi sống. Vậy cái nhiệm vụ của mình là phải biết chống chí định của nó là cái gì nha. Thì trước khi nói tại sao mà trong mỗi thai người ta lại ưu ái gây tê như vậy, kể cả bác sĩ gây mê, các bạn biết là bản thân anh gắn bó với bệnh viện phụ sản ngay từ họ khai thiên lập địa, nhưng mà cũng rất là ngại gây mê để mổ lấy thai, rất là nguy hiểm của mình. Thì nguy hiểm do đâu, tại sao chúng ta lại ngại như vậy? Để bạn thấy đầu tiên là ở sản phụ á, đặc biệt là những cái tháng cuối của thai kỳ, các bạn thấy người ta tăng cân không ạ? Đúng không? Người ta có phù không ạ? Phù thì phù ở tay, mũi, chân ở bạn, chúng ta dễ quan sát, đúng không ạ? Ngoài ra nó còn phù nề từ hô hấp và người ta tăng cân, nó giống như là một biểu béo phì thừa cân như thế. Thì đó là một cái yếu tố nguy cơ đặt nội chứ bạn không. Các bạn biết là đặt nội quản mà mình thông khí không được ở mẹ, cái khả năng dự trữ oxy của người ta kém, người ta rất là dễ giảm oxy mà. Các bạn hỗ trợ 1-2 phút mà hỗ trợ oxy không được là ta bắt cơ hai ta thuộc liền. Rất là nhanh nha. Và cái thay đổi về giải phẫu nó sẽ làm tăng cái nguy cơ đặt nội chứ bệnh khó lên, đó là đáng sợ. Và chúng ta thấy là cái bà mẹ gần tới ngày sanh thì người ta thở nhanh hay thở chậm nè? Thở nhanh thì chính cái việc người ta thở nhanh thì người ta sẽ thải CO2 nhiều hơn, đúng không? Ta thải CO2 tức là CO2 trong cơ thể nó sẽ giảm, tức là có cái tình trạng nhược kháng trong cơ thể. Đó mình lưu ý là khi mình xét lắp một cái máy thở, một cái máy gây mê thì cũng phải lưu ý cái vấn đề này. Người ta đã thích nghi được với cái tình trạng giảm CO2 trong máu rồi. Cái hệ thứ hai nữa là trên tim mạch. Các bạn thấy là khi mang thai huyết áp người ta có cái hướng tăng hay giảm à? Tăng. Đấy là tăng nguy cơ tăng huyết áp thai kỳ hoặc là tiền sản giật. Đúng mà. À, cơ chế nào gây tăng huyết áp gì? Hả? À, cơ chế nào? À, tăng cái lượng tim, đúng rồi. Mà người ta tăng cái cung lượng tim khoảng 30-40% và tăng cái thể tích máu. Tăng cái khối lượng tuần hoàn, tăng cái cung lượng tim cho đó, người ta dễ tăng huyết áp hơn. Hay đó là dễ mắc tăng huyết áp, dễ mắc cái tiền sản giật, đặc biệt là tam cá nguyệt thứ ba. Và người ta có cái hội chứng chèn ép động tĩnh mạch chủ này sản, các bạn nghe nói rồi đúng không ạ? Đột huyết tư thế có nghe nói đúng không? Chúng ta thường khuyên là sản phụ như thế nào nhỉ? Nằm nghiêng bên nào? Tại sao nghiêng trái Nằm giữa đó, nó đè lên cái động tĩnh mạch chủ ở đè lên động mạch hay tĩnh mạch hay đè cả hai? Tại sao nghiêng trái? Các bạn biết là động mạch chủ dưới và tĩnh mạch chủ dưới, động mạch thì nằm bên nào? Là bên trái, đúng không? Tĩnh mạch nằm bên phải rồi đó. Chứ mà cái tử cung ta to hay nói hơn là gần đến ngày xong đấy, gần ta có người thứ ba đấy, thì người ta sẽ cho khuyên sản phụ nằm nghiêng sang trái để nó có đè thì đè lên động mạch. Nhưng mà cái đè lên động mạch thì cũng là áp lực động mạch rất lớn, đúng không? Áp lực động mạch là nhiêu hả? Bao nhiêu bao nhiêu áp lực động mạch của em là bao nhiêu? Không biết bao nhiêu? 1.2 không biết áp được không? Không biết động mạch đây. Còn áp lực tĩnh mạch là nhiêu? Áp lực tĩnh mạch trung tâm đấy. Cái áp lực tĩnh mạch thì rất là thấp, đúng không? Cho nó dễ bị đè ép hơn. Không, khuyên bệnh nhân, khuyên sản phụ là nằm nghiêng trái, để nó chấm đè vào cái tĩnh mạch.
tĩnh mạch chủ yếu, được chưa? Thì đối với bạn là khi mổ á, sản phụ đương nhiên nằm trên bàn, nằm ngửa trên bàn đúng không ạ? Rồi nằm ở tư thế cung tính hay là có nghiêng trái nghiêng phải gì không? Lúc mổ và lúc mổ lấy thai, gây tê hay gây mê đó. À, các bạn có đặt bệnh nhân ở tư thế nào ạ? Nghiêng trái nghiêng phải hay là tư thế cung tính? Hả? Đặt bệnh nhân ở tư thế nào? À, đặt tư thế cung tính. Ở sao kỳ bình thường mình khuyên người ta nằm nghiêng trái và tới mình làm thì lại không có nghiêng là sao? Tức là trong mổ thì nó không có đẹp à, chỉ có nghỉ ngơi mới đẹp à. À thì mình lưu ý là cho nó có cái hội chứng chèn ép đầu tĩnh mạch này nè nha. Thì kể cả trong mổ luôn mà, à, cho dù gây tê hay gây mê đó, thì chúng ta cũng sẽ cho sản phụ nằm nghiêng sang bên trái một góc khoảng chừng 15 đến 30 độ nha. Bệnh nhân nằm nghiêng sang trái, nhưng các bạn biết là phẫu thuật viên sẽ không thích điều này. Tại sao ạ? Các bạn có phụ mổ bao giờ chưa? Chắc chưa ha? Chưa đi lâm sàng cái gì phụ mổ. Thì phẫu thuật viên người ta sẽ đứng sang, đứng ở bên trái, đứng bên trái của sản phụ rồi. À, bây giờ cho người ta nằm nghiêng sang bên trái này, thì người ta sợ không? Sợ chứ. Sợ gì ạ? Dịch này, máu này, nước ối này nó đổ sang bên đây, tại mình cho nằm nghiêng nghiêng sang trái, đúng không? Thì người ta sẽ không thích điều này, nhưng mà buộc lòng phải vậy hả? Nha. Em lưu ý là cho bệnh nhân nằm nghiêng sang bên trái, à, để tránh cái tình trạng tụt huyết do đè ép đó. À, rồi một số cái thay đổi khác như là người ta có tình trạng thiếu máu, đúng không? Các bạn có nghe nói học sản khoa có nghe nói về thiếu máu trong thai kỳ không ạ? À? Chúng ta thường gọi là thiếu máu gì đó, thiếu máu sinh lý trong thai kỳ hả? Đúng không? Hả? À, thiếu máu thiếu sắt. Tức là trong thai kỳ nguyên nhân thiếu máu là do thiếu sắt. Đúng không? Hả? À, đúng rồi, là do pha lọc máu. Thật sự người ta không có thiếu đâu đâu. Tại vì tổng lượng đó là không có thiếu. Nhưng mà tại sao có tình trạng thiếu máu là do pha lọc? Tức là trong thai kỳ người ta vừa tăng huyết cầu và tăng huyết tương. Huyết cầu thì tăng ít hơn so với huyết tương. À, do đó người ta sẽ có tình trạng thiếu máu do pha loạn. Đó là lý giải tại sao mà trong sanh á, sanh thường hoặc là sanh mổ thì sản phụ sẵn sàng mắc một cái lượng máu có chừng 500 đến 1.000 ml không sao nha. Em lưu ý cái vấn đề đó. Rồi cái thay đổi về máu này, tình bệnh nhân sản phụ có tình trạng tăng đông, thì đây là một cái điều rất là đáng lưu ý, à, đặc biệt trong thai kỳ, à, trong thai kỳ bệnh nhân sản phụ đó bạn, à, có cái nguy cơ thuyên tắc, đó là kèo do cái tăng đông, thay đổi sinh lý này, người ta sẽ tăng đông lên để chi, để giảm cái lượng máu mất khi sanh hoặc là khi đẻ. Nhưng mà nó cái mặt trái của nó là gì ạ? Nguy cơ thuyên tắc lại tăng nha. Rồi về thay đổi về hệ thống tiêu hóa, các bạn thấy là những bà mẹ gần đến ngày sanh, thậm chí là đang có nguyện đầu, đang có nguyện thứ ba, ta ăn uống có ngon miệng không ạ? À? Không ngon đâu, có ăn nhiều được không? Rất là khó, thậm chí nhiều người bị ngán, đúng không ạ? Ngén thì do thay đổi nội tiết tố, đặc biệt là nó thay đổi về cái áp lực của cái dạ dày. À, tử cung ngày càng to ra thì chèn ép vào dạ dày, thì lúc này áp lực dạ dày nó sẽ tăng lên, người ta không có cảm giác đâu. À, đôi khi người ta ăn, người ta nghĩ ăn việc ngon thôi, nha, người ta không có cảm giác đâu, nếu mình lưu ý. Và trong gây mê, nếu như mà mình gây mê nha, là người ta mê, người ta không tỉnh táo. Nếu như mà người ta có trào ngược, à, thì cái nguy cơ viêm phổi hít nó lại rất là cao. À, nguy cơ viêm phổi hít rất là cao. Nếu như mình gây tê thì nó nhẹ nhàng hơn. Gây tê thì nhân tỉnh táo, người ta có trào ngược lên thì ta khói ra ngoài, đúng mà. Còn gây mê thì không có khói được đâu. À, dịch từ dịch vị nó đi lên là nó có thể vào đường thở luôn. À, nếu như người ta gây mê, à, đừng lưu ý những điều đó. Rồi
ở sản phụ có tình trạng tăng nhạy cảm với thuốc tan, có nghĩa là sao? Khi mà chúng ta sử dụng thuốc tan, ví dụ tay tủy sống hay tay ngoài bằng cứng gì đó, chúng ta phải giảm liều cho sản phụ, và song song với đó cũng tăng nhạy cảm với thuốc mê, đặc biệt là thuốc mê họ halogen. Giờ các bạn thấy nè, khi gây tê thì chúng ta cũng giảm liều, khi gây mê thì chúng ta cũng giảm liều cho sản phụ. Thì đó là những cái thay đổi về chuẩn mẫu và sinh lý ảnh hưởng đến cái TB. Ở phần tiếp theo chúng ta nói mục tiêu thứ nhất chúng ta giải quyết xong nha. Đó, mục tiêu thứ hai là đứng trước cái trường hợp ý định mỗi thứ hai thì gây tê hay gây mê. Phần lớn là gây tê. Khi nào chúng ta gây mê thì chống chỉ định của gây tê. Cụ thể hơn tí đi, những trường hợp nào thì chúng ta sẽ gây mê thì đây là cái lưu đồ. Đương nhiên lưu đồ này nó không đầy đủ bằng trong cái giáo trình của mình. Thì đứng trước cái trường hợp mỗi thai thì chúng ta có hai khả năng, hoặc là bỏ cấp cứu hoặc là bỏ chương trình, đúng không ạ? Bỏ chương trình là chúng ta đã chuẩn bị bệnh nhân trước rồi nha. Thì nếu như mà bỏ chương trình thì chúng ta sẽ ưu tiên là gây tê vùng, đặc biệt là gây tê bị sống nếu không có chống chỉ định nha. Giống như bạn nãy bạn mình nói đấy, thì chống chỉ định của tê bị sống là cái gì thì phần này các bạn sẽ được thầy Long cho đổi trong bài gây tê bị sống, nó cũng áp dụng luôn cho mỗi thai, được chưa? Đó, cái phần này thì chúng ta sẽ phối hợp thêm cái bài gây tê bị sống nha. Rồi, trong mẫu cấp cứu, các bạn biết ngày nay mỗi lý thai cấp cứu rất là nhiều, rất là nhiều. Thật sự không phải là cấp cứu đâu, nhưng mà các bạn hiểu sao? Ví dụ như bạn là bác sĩ sản khoa 9 tháng trước người ta, sản phụ người ta đã đi theo mình 9 tháng rồi nha. Tức là cho theo bác sĩ sản khoa 9 tháng rồi, ăn uống trị bệnh như thế nào các bạn kiểm soát cho sản phụ hết. Bây giờ người ta muốn mổ, và các bạn biết bây giờ ngày nay có cái vấn đề là mổ gọi là sao nhỉ? Mổ ví dụ như là ông thầy ông coi là ví dụ như 2 giờ sáng phải mổ, 2 giờ sáng ngày 1 tháng 6 ví dụ như vậy phải mổ. Đó, cái đó là thầy bói ra lệnh cho thầy thuốc là đúng giờ phải mổ. Đó. Bây giờ giả sử như bây giờ ở đây tôi là thấp hèn của các bạn. Tôi muốn là bác sĩ bây giờ 2 giờ sáng mổ được không? Các bạn bác sĩ mổ giùm được không? Các bạn trả lời sao? Các bạn có chiều bệnh nhân không ạ? Đó mà thôi 2 giờ sáng thì khó quá, bây giờ 5-6 giờ sáng đi. Các bạn mổ mà mổ không? Hả? Có mổ không? Mặc dù là về chuyên môn bạn đánh giá là bạn tự cái thai sinh tồn được đấy, nhưng mà các bạn có mổ không? Hả? Không mổ nó không khám, thậm chí là đi khám xong thì mẹ con khỏe quá đi giới thiệu người khác lại nữa. Đó, đó là cái mặt trái nó tồn tại mà. Có nghĩa là sao? Các bạn biết là có những liên trực cái nhầm khi trên cái Zalo, Wi-Fi, điện thoại cứ tan tan hoài mình không có ngủ nghỉ được. Tại sao? Ta báo là có một ca suy thai giả. Đến mức như vậy, suy thai giả tức là chẩn đoán trên hồ sơ là suy thai, nhưng mà thực sự là không có suy thai. Như vậy gặp rất nhiều đó bạn đặc biệt là bây giờ gặp rất là nhiều thầy bói chỉ định cho thầy thuốc mổ nha. Thì đứng trước một cái trường hợp mổ lấy thai cấp cứu vậy để bạn phải phải trao đổi, đương nhiên trao đổi với mặt chuyên môn cái này rất là dễ đi làm giùm suy thai giả đấy. Thì mình phải trao đổi bác sĩ sản khoa gây mê, phải trao đổi bác sĩ sản khoa anh muốn bao lâu sau em bé nó ra. Rồi có những trường hợp suy thai thật, còn thật giả là của bác sĩ sản khoa chịu trách nhiệm, chứ gây mê đâu có chịu trách nhiệm về cái vấn đề mà suy thai, đúng không ạ? Thật giả là do bác sĩ sản khoa quyết định đó, mình biết vậy thôi, nhưng mà mình phải trao đổi lại với họ anh muốn bao lâu sau bắt em bé ra. Bác sĩ sản khoa từ từ 15-20 phút thì cũng được, không sao. Lúc này thì chúng ta có thời gian, tức là có thời gian để các bạn gây tê. Thì gây tê thì chúng ta ưu tiên là đây nè,
hoặc là tay chỉ sống, hoặc là nếu như mà người ta đang có giảm đau chuyển dạ bằng cái hoàn mình cứng các bạn nha, thì mình sẽ vô nước cái lidocaine vào và chúng ta đào có chừng 10-15 phút gì đó à, thì đủ để giảm đau nha. Còn trong trường hợp mà bác sĩ sẵn qua trả lời trong vòng 10 phút rồi bắt em bé ra, em bé phải ra nha, thì chúng ta phải gây tê. Tại sao ạ? Tại vì bạn biết là nếu như mà chúng ta gây tê thì chúng ta làm trùng tự, tức là bác sĩ gây mê làm việc xong rồi mới tới là bác sĩ sản khoa à, tức là chúng ta gây tê xong rồi mới bác sĩ sản khoa mới nhảy vào. Còn gây mê thì cả hai kiếp cùng làm song song, không mất thời gian, được chưa? Đó là cái ý nghĩa của nó, được chưa? Cái lưu đồ này bạn nắm được chưa? Còn cái chỉ định hay là cái chống chỉ định của gây tê bị sống thì trong cái bài gây tê bị sống của thầy Long có, các bạn về sau này cũng sẽ được thầy Long trao đổi, kể cả trong chương trình mình cũng có đấy à. Rồi chúng ta nói về cái gây tê gồm hội lấy thai, thì đây là phương pháp lưu cảm mà thường được sử dụng nhất trong hội lấy thai. Tại sao như vậy? Nãy bạn biết là những cái thay đổi giải phẫu sinh lý nó đều ủng hộ cho việc gây tê, và đương nhiên là khi mà chúng ta gây tê thì trắng như mê, nói gì cũng giống như là bằng thường, không gây mê thì sẽ gây tê, đúng không? Nhưng mà bạn biết là khi mà gây mê nội khí quản thì sao, đặt nội khí quản khó tăng lên, đúng không? Và cái gây mê này sử dụng những cái thuốc trong gây mê đó à, thuốc trong gây mê nội khí quản là thuốc nghiện hoặc là thuốc độc. Ví dụ độ quan là thuốc độc đấy, ví dụ thuốc dẫn cơ là thuốc độc đấy. Độc cho ai, nghiện cho ai à? Cho mẹ và cho bé à, nó rất là nguy hiểm, thấy chưa? Cái tiếp theo nữa, cái trong cái gây tê vùng thì người ta tỉnh táo thì lúc nãy rồi à, nãy nó là cái áp lực, trong áp lực dạ dày nó tăng lên, người ta có trào ngược lên thì ta nô bói ra ngoài à, hỏi bạn gây mê thì quy trình chưa khỏi hết đấy à, giảm nguy cơ tăng huyết áp cho đặt nội khí quản. Các bạn biết đặt nội khí quản trong mỗi lấy thai, gây mê nội khí quản trong mỗi lấy thai là trước khi kẹp dây rốn thì không được cho thuốc giảm đau à, không được cho thuốc giảm đau. Tại vì những cái opioid, thuốc hồi phục phim này nó qua được cái hàng rào nhau thai, tức là chúng ta tiêm cho mẹ nhưng mà nó qua bé, và cái dụng phụ của nó là gây siêu hấp. Đương nhiên là nó không đủ để gây siêu hấp cho mẹ mà nó lại gây siêu hấp cho bé à, ở mình lưu ý cái vấn đề đó, là chúng ta không có cho opioid, những cái thuốc giảm đau này. Đó, bạn thấy là khi mà gây mê trong nội lấy thai ta đau mà, đau chứ à, đau là do các bạn đặt nội khí quản hoặc là do chúng ta gặp già gặp cơ nhiễm trùng, đau lắm à, đau lắm. Các bạn chưa có nếm trải được cái mùi vị đó đâu à. Rồi cho nếu mà gây tê á thì nó không ảnh hưởng đến bé à, người ta đánh giá qua cái chỉ số áp gan à, nó không giảm cái điểm à, của cái chỉ số áp gan này. À, và khi mà gây tê vùng thì sau mổ người ta hồi phục sớm hơn, hồi phục nhanh hơn và nhiều hơn à, còn một cái nữa là gây tê vùng á thì nó giảm đau sau mổ tốt hơn à, các bạn biết trong gây tê tủy sống, ví dụ gây tê hoàn mình cứng cũng vậy à, thời gian giảm đau có thể là đến 24 giờ nếu mà gây tê tủy sống, hoặc là cái gây tê hoàn mình cứng thì có thể 3-5 ngày. Thì đây là cái bảng so sánh giữa cái cũng là gây tê vùng nhớ bạn, gây tê vùng thì nó có kỹ thuật là gây tê tủy sống thường sử dụng nhất trong mỗi lấy thai à, và cái thứ hai nữa là gây tê hoài màng cứng. Thì đây là cái bảng so sánh đặc điểm của hai cái phương pháp gây tê này nha. Thì đầu tiên chúng ta so sánh về cái liều thuốc nè, gây tê tủy sống thì cái liều lượng thuốc nó thấp hơn à, khoảng chừng 8-12 mg trong tê tủy sống các bạn, 8-12 mg đối với người châu Á, đặc biệt người Việt Nam của mình à. Ờ, và cái thời gian khởi phát tác dụng, tức là cái thời gian tiền phục đó, các bạn thấy là cái
cái gây tê dậy sóng đó nha, thường là khoảng từ 2 đến 3 phút là ta có hiệu quả tê rồi đó. Còn tê ngoài mình cứng có thể lâu hơn. Còn cái vấn đề mức tê, tức là cái khả năng tê, thì trong tê dậy sóng thì gần như là hoàn toàn hiệu quả tê nó rất là tốt, rất là tốt. Rồi nói về cái ảnh hưởng đến cái huyết động, tê dậy sóng thì bệnh nhân đột quỵ rất là nhanh và rất là sâu. Bạn tê xong ở chừng 20 phút sau với huyết áp người ta 13-9 chứ hả? Bạn tê xong còn 7-8 hoặc là 8-9 là chuyện bình thường. Xin lỗi bạn, không phải là chuyện bình thường mà là cái chuyện hay gặp. Mình tê để sống xong rồi huyết áp nó được sâu đến mức như vậy. Nó được sâu đến như vậy. Rồi cái nói về cái ức chế vận động, tức là khả năng vận động tứ chi đó bạn, thì trong tê tủy sống gần như bệnh nhân liệt hoàn toàn hai chi dưới do thuốc tê đó. Còn tê ngoài bằng cứng thì cái khả năng vận động, khả năng cử động của hai chi dưới nó tốt hơn. Rồi nói về cái vấn đề đau đầu trong khi tê tủy sống và tê ngoài bằng cứng, thì tê tủy sống á ít đau đầu hơn là so với cái tê ngoài màng cứng. Tại vì kim tê tủy sống nhỏ, rất là nhỏ. Còn tiêu kim này nó là kim tê tủy sống thì thường là 27 hoặc là có thể 29, còn kim đây là kim 18, tức là kim nó to, cái size, cái kích cỡ kim, cái kim nó to hơn, nó có cái tỷ lệ đau đầu nhiều hơn. Và nãy mình nói về vấn đề kiểm soát đau sau mổ, tê tủy sống này có thể giảm đau 18 đến 24 giờ sau mổ, tức là 24 giờ sau người ta vẫn không đau. Các bạn biết trong mỗi thai thường là người ta đau ở 24 giờ đầu. Còn cái gây tê ngoài bằng cứng, cái thời gian lưu cái ca tê ngoài bằng cứng có thể là 3 đến 5 ngày. Nhưng mà từ ngày thứ ba, từ ngày thứ hai đến ngày thứ năm thì thường là sản phụ không có đau nữa, nên cái vai trò của tê hoàn cứng nó cũng không có lớn trong cái mọi lấy thai. Thì đó là cái bảng so sánh giữa cái tê hoàn cứng và cơ tê tự sống trong mỗi lấy thai. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái cơ tê tự sống trong mỗi lấy thai. Tuy nhiên là cái phần này thì anh nói rồi, chúng ta còn một bài là gây tê tủy sống, gây tê ngoài màng cứng và gây tê khoang xương cùng. Cái ba kỹ thuật gây tê nhưng mà nó có một bài thôi. Hình như là thầy Long sẽ trao đổi với mình ở cái bài sau. Cái bài sẽ được trao đổi kỹ hơn. Anh điểm qua một số cái đặc điểm quan trọng của cái tê tủy sống. Trong cái tê tủy sống này nó có một cái slogan đó là tất cả hoặc là bằng không. Có nghĩa là sao? Các bạn tê hoặc là thành công mỹ mãn, hoặc là bệnh nhân không có chút gì tê. Thì người ta nói về cái tỷ lệ thành công của gây tê tủy sống trong mỗi lấy thai của mình thì gần như là trên 92% là tê tủy sống thành công. Cái thời gian tiền phục nãy người ta nói rồi, nó rất là ngắn, 2 đến 3 phút thôi, không đến 5 phút đâu. Không thấy cảm giác tốt, ức chế vận động tốt, tức là bệnh nhân giảm đau hoàn toàn, bệnh nhân liệt hai chi dưới luôn. Tuy nhiên liệt này liệt tạm thời giữa mức tê thôi. Kỹ thuật gây tê tủy sống thì đơn giản, nhiều người làm nhanh làm thạo rồi chưa đầy một phút gần đây gây tê xong. Liều thuốc tê nó ít hơn so với cái tê ngoài màng cứng, do đó cái nguy cơ ngộ độc thuốc tê của chúng ta ít hơn. Các bạn còn nhớ cái thay đổi về giải phẫu sinh lý không ạ? Là bệnh nhân sản phụ này tăng nhạy cảm với thuốc tê, đúng không? Để chúng ta phải giảm liều thuốc tê xuống nha. Thì cái tê tủy sống chúng ta sử dụng liều thuốc tê ít hơn là tê ngoài màng cứng, do đó nó thường được sử dụng hơn. Và cái chi phí gây tê tủy sống thì nó thấp hơn là so với tê ngoài màng cứng. Và nói về cái thuốc tê trong gây tê tủy sống thì lưu ý nha. Trong cái bài chúng ta, người ta có nói là sử dụng cái lidocaine để gây tê tủy sống. Cái này nó thuộc về quá khứ rồi các bạn, nên anh vẫn để đây, nhưng mà hiện tại thì không ai sử dụng lidocaine để tê tủy sống cả.
Tại vì thằng này nó không có thân thiện cho hệ thống thần kinh. Thì đó, người ta trước đây thì ta sử dụng, bây giờ thì không. Bây giờ chủ yếu là ta sử dụng cái bupivacaine và để giảm. Nếu như mà chúng ta sử dụng cái bupivacaine này á, sử dụng đơn thuần á, thì hiệu quả giảm cao với khoảng chừng 2-3 tiếng hò thôi. 2-3 tiếng, 120-180 phút thôi. Nãy ta nói là tay để sống có thể kéo dài từ 18-24 giờ. Đó là chúng ta phải phối hợp thêm một số loại thuốc. Thì các thuốc này nè, mục đích là để kéo dài cái thời gian giảm đau sau mổ. Rồi cái quy trình gây tê để sống với mổ lấy thai như thế nào thì phần này chúng ta sẽ có 2 tuần làm việc ở lập sàng, các bạn sẽ thấy rõ hơn. Tuy nhiên là trong lúc thi lý thuyết thì anh cũng sẽ không hỏi về cái quy trình đâu. Và đây là cái liều của bupivacaine. Chúng ta cập nhật một tí nha. Theo khuyến cáo của Hội Gây Mê Hồi Sức Việt Nam, đối với phụ nữ Việt Nam để mổ lấy thai, liều bupivacaine dao động từ 8 đến 12mg. Và cái liều này nó phụ thuộc vào chiều cao của sản phụ. Sản phụ nào chân dài á, thì liều nó sẽ cao. Ai mà chân dài á, thì liều cao. Còn cao bên chân thì chắc các bạn không cần nhớ đâu. Rồi, về cái kỹ thuật gây ra ngoài màng trứng trong mổ lấy thai thì cái chỉ định của nó cũng rất là hạn chế. Sản phụ đạt tiêu chuẩn ASA 2 thôi. Mình lưu ý nha, đã là sản phụ thì không có ASA 1. Cập nhật cái này là cái bản cập nhật. Mình lưu ý ASA 1, 2 đó là nó chưa cập nhật. Sản phụ đã mang thai đó là ASA 2. Hoặc là những trường hợp mà có dấu hiệu đặc hữu hoặc có, hay là tiền sử đặc hữu hoặc có, thì chúng ta sẽ ưu tiên là gây tê bị sống. Hay là trên bệnh nhân có tăng huyết áp nè, tiền sản giật. Bệnh lý tim mạch đương nhiên là ngoại trừ chống dịch. Ví dụ như là người ta có hẹp van tim mà ta đang sử dụng thuốc chống đông thì đó là chống chỉ định đó. Nhưng mà ví dụ người ta hở van tim thì nó không phải là chống chỉ định. Hay là ta có nhiều nhanh so, đó không phải là chống chỉ định. Và cái quy trình thì thôi, chúng ta đi lâm sàng chúng ta sẽ thấy. Thậm chí đi lâm sàng 2 tuần chưa chắc các bạn thấy. Chưa chắc các bạn thấy là gây tê ngoài màng trứng với mổ lấy thai. Anh nói là gắn bó phụ sản Cần Thơ mấy năm trời. Nhưng mà cái vấn đề gây tê ngoài màng trứng với mổ lấy thai hiếm gặp. Mà mỗi lần gặp là đổ mồ hôi. Cái bệnh nhân đó là nặng nề. Thường là bệnh nhân có bệnh lý tim mạch rất là nặng nề. Rồi cái thương thái vô cảnh thứ ba nữa là gây mê nội khí quản. Thì khi nào chúng ta gây mê, khi bệnh nhân có chống chỉ định của y tê, chống chỉ định y tê như thế nào thì mình về xem chống chỉ định tuyệt đối và chống chỉ định tương đối. Ngoài ra thì nó còn có một số cái, ví dụ chống chỉ định tuyệt đối là bệnh nhân sản phụ từ chối y tê, chống chỉ định y tê gồm ví dụ có loạn đông máu. Và bệnh nhân đang sử dụng thuốc kháng đông, có rối loạn thần kinh nặng, chậm phát triển tâm thần, có những bệnh lý mà chống trường, ví dụ nhiễm trùng tại chỗ nè, hoặc là những trường hợp cấp cứu. Cấp cứu là cấp cứu cho ai? Cấp cứu cho mẹ, ví dụ sản giật đó là cấp cứu của mẹ. Tiền sản giật thì các bạn gây tê được nha, nhưng mà sản giật là tình trạng cấp cứu của mẹ, do đó chúng ta phải gây tê nha. Còn cái vấn đề cấp cứu nữa là cấp cứu cho thai và liên quan đến thai, ví dụ như suy thai, ví dụ như là thai hoặc là cái xa dây rốn chẳng hạn. Thì những trường hợp đó thì chúng ta chống dịch. Tuy nhiên nó còn có một phần nữa, hồi nãy nói liên quan đến cái vấn đề mà lục định á. Thì cái thông tư của Bộ Y tế những trường hợp là nhau tiền đạo, nhau bấm thấp, nhau bấm mét, nhau bấm màng gì đấy, thì đó là chống chỉ định của gây tê. Giờ những trường hợp đó thì chúng ta phải gây tê. Để bạn đọc trong giới trình nó sẽ được kê rất là chi tiết.
hay là những trường hợp thất bại với nghi tê thì buộc lòng cũng phải gây về. À, cái kỹ thuật gây mê ở mỗi thai thì sao? Nó khác hơn so với gây mê, dù khác hơn so với gây mê trong phẫu thuật nội soi ổ bụng. Thì gây mê chúng ta gồm có 4 giai đoạn các bạn: từ mê, khởi mê, duy trì mê và thoát mê. Tuy nhiên trong cái mỗi thai này nó còn có giai đoạn đặc biệt lớn, tức là chúng ta cắt đứt sự liên hệ tuần hoàn giữa mẹo và bé. Tại sao? Tại vì chúng ta sử dụng những cái thuốc cũng như là thuốc tĩnh mạch cho mẹ thì khả năng nó sẽ qua được bé. Ví dụ như là opioid, những cái thuốc hòn mọc phim là nó sẽ gây siêu hấp cho bé. Có những cái thuốc này chỉ tập dây rốn, kẹp dây rốn rồi thì chúng ta mới được đọc. Rồi đó là cái nội dung của bài hôm nay. Nội dung của bài này, các bạn có gì thắc mắc không ạ? Còn một số cái chỉ định và chống chỉ định của cái tầng phương pháp vô cảm á, trong cái giáo trình chúng ta liệt kê rất là đầy đủ. Thầy dưỡng bạn đọc thêm nha. Sao ạ? Y tế thất bại. Sản phụ ALS tức là suy hô hấp tiến triển. AS hả? Rồi. À, tức là sản phụ AS. Rồi chỉ định mỗi thai gây tê để sống. Thất bại. Được. Lưu ý cái gì? Thật sự lưu ý trên sản phụ nó có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là việc đầu tiên chúng ta thấy chúng ta thất bại trong việc chúng ta gây tê, buồn không, cũng ức chế, đúng không ạ? Gây tê thì sống nó rồi đó là sợ gây mê trong mỗi thai. Và sản phụ thì có chỉ định gây tê thì sống nhưng mà chúng ta tê không được vì nguyên nhân gì đó không biết, nhưng mà gây tê thì sống thất bại. Thì đương nhiên là cũng lỏng đâu phải gây mê thôi. Thì trong gây mê chúng ta lưu ý gì? Nãy chúng ta cũng đã nói là lưu ý khi mà gây mê đặt đầu là khó. Đó là gây mê vấn đề đau ói, vấn đề viêm phổi thấp. Thể trạng không gây mê là sao? Tại sao lại gây mê không được? Tại sao bệnh nhân lại không gây mê được? Không em, cái bệnh nhân nhiễm thì HIVS không có ảnh hưởng gì đến cái gây mê cả. Thì các bạn coi cái chống chỉ định của cái gây mê nội khí quản, thật sự nó không có cái giới hạn hay mình gọi khác hơn là đặt nội khí quản thì nó không có dùng cấm. Không biết bạn nghe cái này có quen không? Có nhiều người hỏi anh học xong rồi giờ đâu là trường hợp không được đặt nội khí quản? Không có. Tuy nhiên có những trường hợp này á, ví dụ như là lao phổi đang tiến triển hay là viêm thanh quản cấp tính, chúng ta sợ là sợ cái vấn đề những cái bệnh lý nhiễm trùng này nè nó lan rộng ra. Nhưng mà các bạn có tưởng tượng được cái hậu quả một bên là nó làm lan rộng cái mức độ hoạt động của vi khuẩn, được chưa? Một bên là chúng ta không có thông khí được cho bệnh nhân. Thế là bệnh nhân trường hợp nào sẽ chết trước à? Chúng ta không đặt ở quản thì bệnh nhân sẽ chết. Cho nó nói lại là trong cái mê là cái quản nó không có dùng cấm. Không có chống chỉ định tuyệt đối. Kể cả cái HIV không có chống chỉ định. Và để trả lời tiếp câu hỏi của bạn là khi mà gây mê chúng ta lưu ý cái gì? Thì lưu ý là đặt ở quản khó, nguy cơ nôn ói và trồng ngược. Và cái nguy cơ nhóm nguy cơ thứ hai nữa là HIV thì nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế, nguy cơ lây nhiễm từ mẹ sang bé. Thấy không? Thấy chưa? Rồi còn gì nữa mà các bạn có gì thắc mắc nữa không?